Lotte Cinema, hệ thống rạp chiếu phim hàng đầu tại Việt Nam với 40 cụm rạp, 179 phòng chiếu phim có mặt tại 27 tỉnh thành trong cả nước, mang đến những bộ phim bom tấn mới nhất của Việt Nam và thế giới với dịch vụ chuyên nghiệp cùng màn hình tráng bạc cực lớn, âm thanh Dolby Atmos. Bên cạnh đó, Lotte Entertainment, nhà sản xuất và phát hành phim hàng đầu, sẽ ra mắt dự án Hồn Ba Ba Và Con Gái với hai ngôi sao triệu đô Thái Hòa, Thế Thiên Nguyễn. Lotte Cinema, Lotte Entertainment, thế giới điện ảnh đỉnh cao.